Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video review ngắn về những cái tấm thảm trải bài, những cái loại thảm trải bài mà mình đang có và bán tại shop. Thì ở đây chúng ta có, trên cơ bản là chúng ta có hai loại, đó là loại bình thường và loại cao cấp. Thì cái loại mà bình thường này thì nó lại có hai phần, đó là loại lớn và loại nhỏ. Cho nên là trên cơ bản là chúng ta có ba loại, loại bình thường lớn và loại bình thường nhỏ và loại cao cấp. Thì loại cao cấp thì chỉ có là hàng lớn thôi. Thì cái loại mà bình thường này đó thì nó có nhiều màu, có nghĩa là chúng ta có thể, đối với cái loại bình thường này thì phiên bản nhỏ thì các bạn sẽ được lựa chọn nhiều màu, đó là có màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng gì đó, và các màu đen là màu phổ biến nhất. Thì cái loại bình thường này phù hợp dành cho những bạn mà thích cuốn lại, cuốn cái tấm thảm này lại và bỏ trong ba lô và tới những cái quán cà phê hoặc là trà sữa gì đó để trải ra diễn. Còn cái loại lớn này thì cũng được, nhưng mà tại vì nó hơi lớn cho nên là khi mình cuốn lại đó, thì có vẻ là nó hơi khá là chiếm diện tích, cho nên là đối với những bạn mà thích đi diễn street, diễn ở những quán cà phê, trà sữa gì đó thì tốt nhất là nên dùng loại nhỏ, nó có nhiều màu cho các bạn lựa chọn. Thì hiện nay thì cái loại này là cái loại bán chạy nhất tại shop của mình, tại vì đa số thì các bạn thích lựa chọn những cái nhỏ nhỏ như thế này thôi. Và tiếp theo là cái loại mà shop hay xài ở shop luôn, là cái loại tấm thảm mà loại bình thường và loại lớn như thế này, bình thường và kích thước là lớn. Thì đây là cái chuẩn mà để các bạn có thể sử dụng để trải ở nhà, cố định ở nhà và diễn khi mà bạn bè người thân đến và diễn tại nhà. Thì cái chất lượng của này rất là ok. Ngoài ra thì đối với những bạn mà chưa có hài lòng về cái chất lượng cũng như là cái mẫu mã và cái phong cách của cái tấm thảm loại thường này, thì mình xin giới thiệu đến các bạn cái loại cao cấp hơn. Thì cái loại hàng thảm cao cấp này, đây là một trong những loại thảm tốt nhất bạn có thể tìm được trên thị trường hiện nay. Đây là một trong những loại thảm tốt nhất bạn có thể tìm được trên thị trường. Và như các bạn thấy thì mình, khi mà mình thực hiện những cái clip quay phim hướng dẫn gì đó, thì mình đều dùng cái loại thảm này, đó là thảm màu xanh, xanh dương. Ngoài ra thì cái loại thảm này nó còn có rất là nhiều màu, đó là màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá cây. Thì ở đây các bạn sẽ thấy được rằng đây là chúng ta có, xin lỗi bạn, nó không có màu vàng nha, đó là bốn màu, đó là xanh lá cây, xanh dương, màu đỏ và màu đen. Thì cái loại thảm cao cấp này nó khác nhau so với loại thảm thường như thế nào? Nói về cái độ dày, cái chất lượng thì các bạn thấy đây là cái kích thước của cái loại thảm thường, còn đây là cái kích thước của cái loại thảm mà cao cấp, nó sẽ tốt hơn và cái độ bám nó sẽ tốt hơn. Ở đây thì nó sẽ trơn, và ở đây là cái lớp này thì nó sẽ có cái độ bám nhất định, những cái hoa văn, những cái mà ri răng như thế này để nó bám vào cái mặt, cái bề mặt của cái bàn thì nó sẽ rất là tốt hơn. Và cái điều quan trọng nhất á, là khi mà các bạn sử dụng những cái loại thảm thường đó thì lâu dần theo thời gian á, cái này là mình chơi cũng 6 tháng rồi, thì nó sẽ hơi mòn cái lông này đi một tí nè. Các bạn thấy là mỗi loại thảm thì nó đều có một cái lông, và khi mà sử dụng lâu đó thì nó sẽ mòn cái lông này đi, và nó dẫn đến cái việc là cái thảm nó sẽ kém chất lượng đi một tí. Tuy là nó vẫn sử dụng được nhưng mà nó sẽ mất đi cái cảm giác tốt như là lúc ban đầu. Còn đối với là cái loại thảm mà chất lượng cao này đó, thì chúng ta sẽ có là cái bề mặt của nó, cái lông nó rất là mỏng, rất là tơ, nhưng mà điều là cái độ lún của nó rất là cao. Các bạn phải hiểu là khi mà chúng ta diễn ảo thuật bài hoặc là diễn ảo thuật xui đó thì nó yêu cầu cao về cái độ lún của cái mà thảm. Chính vì thế cái thảm này á, thì tuy là cái lông của nó không có nhiều nhưng mà nó sẽ có cái độ lún cao để cho các bạn dễ dàng thực hiện được những cái động tác mà lấy những lá bài hoặc là rớt những cái đồ vật xuống mà không nghe tiếng, thì đó là cái ưu điểm của thảm này. Và chính vì nó có ít lông cho nên là cái độ bền nó rất là cao, nó sẽ bền hơn so với lại tấm thảm này. Ngoài ra thì đối với lại cái loại thảm cao cấp này đó, thì chúng ta sẽ có là màu xanh dương nè, màu xanh lá cây nè và màu đen á, thì nó sẽ có là cái bề mặt là tương tự như vậy, là phù hợp với lại những bạn mà chơi xu, chơi bài gì đó. Còn riêng cái tấm thảm màu đỏ á, thì nó sẽ có một cái bề mặt hoàn toàn khác để phù hợp dành cho những bạn mà chơi cái thể loại khác. Thì cái bề mặt của cái loại thảm màu đỏ này thì nó sẽ trơn hoàn toàn luôn và nó sẽ láng lên, và nó sẽ phù hợp với lại một số bạn chơi những cái thể loại ảo thuật khác, như là những cái trò mà xu mà đòi hỏi là những cái bề mặt nó phải trơn một tí. Và đó là sự khác biệt giữa cái loại thảm cao cấp và loại thảm bình thường. Tuy nhiên thì cái loại thảm cao cấp nó có một cái khuyết điểm duy nhất, đó là cái giá thành của nó hơi cao hơn so với loại thảm bình thường một tí, đó là điều tất nhiên rồi. Và trên cơ bản thì bạn có thể sử dụng loại thảm bình thường này cũng được, mà các bạn nếu mà muốn yêu cầu cao hơn thì có thể sử dụng loại thảm này cũng được. Nhưng mà điều bắt buộc đó là khi bạn chơi ảo thuật thì bạn nên luôn luôn là sở hữu một cái tấm thảm trải bài, tại vì tấm thảm trải bài là một vật dụng không thể thiếu của bất kỳ một ai mà chơi ảo thuật đường phố hoặc là bàn tiệc. Thì đó là bài review mà về tấm thảm trải bài của mình. Cảm ơn các bạn đã xem.